Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi đang đứng ở trong một cái showroom, đó chính là showroom của Sơn Tùng Auto đó. Đi cạnh tôi ngày hôm nay đó chính là anh Lâm, anh Hùng Lâm, chuyên chào. Review xe. Mình đến từ xe 2, chào các bạn. Channel của anh là xe 2, các bạn thích xe các bạn hãy vào channel xe 2 để xem anh review xe rồi là ủng hộ những cái video mới của anh. Thì hôm nay lên đây là rất là bỡ ngỡ, ông như là tôi chưa am hiểu gì về siêu xe cả. Nên là có một ông anh đây rất chuyên về xe nên là nhờ anh đi cùng để có thể review cho tôi và giúp tôi có thể sở hữu được con Ferrari 488. Tôi đang đứng cạnh chiếc siêu xe Ferrari 488 và đây là con siêu xe Ferrari, nói chung là rất là chất. Đấy. Và sắp tới là tôi sẽ sở hữu nó. Hôm nay là quyết định là tôi lên trên Hà Nội để mua siêu xe Ferrari về dưới quê thì Lạng Thái Bình thôi để đi. Nói chung là để đi chơi bình thường thôi. Đấy. Thì hôm nay là lên tận trên Hà Nội đi từ dưới Thái Bình lên trên đây hơn 100 km để có thể được sờ vào con Ferrari 488 đó. Được không? Chính nó rồi anh ạ. Không còn gì bàn cãi rồi. Anh hiểu sao mà em ôm mấy chục tỷ lên đây từ Thái Bình lên có thấy nặng không? Cũng... Có run không? Có run lắm anh. Anh tự nhiên anh nhắc đấy, em lại sợ một... Anh thấy em ôm tiền từ đấy lên anh thấy run luôn đấy. Lần sau cứ bảo anh chuyển vào tài khoản của anh là anh được rồi. Nhưng mà lên đến đây là em cũng cảm thấy rất là an toàn rồi. Chắc có lẽ bây giờ anh xem dẫn em gặp đến chị chủ cửa hàng để đây vào trong các bạn thấy ở đây có rất là nhiều siêu xe. Đây. Mua con kia thì đi chơi cà phê với cả bạn gái, còn con này mà đi dã ngoại du lịch thì bỏ thêm khoảng mười mấy tỷ ra nữa mua thêm một con này. Thôi, có mấy chục tỷ mà phải sợ à? Anh khoe hết ra này nộ hết rồi đây. Mua hai con kia rồi mua thêm con này để chở hàng chở hóa. Em mua hết cả cái showroom luôn. Mấy bao nhiêu tiền anh? Khoảng gần 200 tỷ đúng không? À không, 200 tỷ thôi mà, ít đấy mà khổ. Gần 200 tỷ. Gần 200 tỷ ít đấy. Đối với anh là ít đúng không? Đối với em nhiều lắm. Đối với em là rất ít à? 200 tỷ chắc phải chở đầy túng xe này hợp lý anh. Ừ. Để mua con này trước đi. Được. Xong về chở tiền đây. Được. Em thấy hợp lý á. Rồi. 200 tỷ phải để đầy con này ấy. Chị mẹ ơi, tình hình là hôm nay là bọn em có rất nhiều tiền muốn đến mua xe. Thế thì hôm nay đang muốn thử con 488 okay. Mui Trần của chị. Ok. Thì giới thiệu với chị đây là cậu em rất thân của em, chị Quận Nam. Thì muốn lấy con xe đấy. Thì có thể cho mấy anh em test thử xem là như nào. Ok em. Rồi xuống tiền mua luôn. Ok. Tiền mặt luôn, tiền tươi luôn. Tại vì là bao giờ khách hàng đến mua xe cũng vậy, chị cũng vẫn là khuyên các anh các chị là nên chạy thử và cảm nhận nó. Chính xác. Rất quan trọng. Phải chạy thử chứ cái không việc các bạn thích là một phần nhưng mà để mình chạy thử và mình cảm nhận nó thì nó sẽ thuyết phục. Đúng rồi. Thích thì thích lắm rồi. Thích lắm là rồi. Em thích lâu lắm rồi. Nay đây là em cũng quyết định là em sẽ mua con Ferrari này. Ok. Thì là bây giờ là em muốn chạy thử và là muốn review qua xe đấy một chút. Được, ok, nhất trí em. Về cái vấn đề đó thì chị nghĩ là Hùng Lâm có thể giúp em. Đúng rồi. Chị thì có thể là chị mua về đây chị bán cho em. Nhưng để mà chị hiểu sâu sắc về chiếc xe Ferrari. Cái đấy để em. Chỉ cần một bữa sáng thôi là được rồi. Lo cho em một lấy năm. Nhẹ. Nhiều năm luôn cũng được. Lấy nhẹ thôi. Mời chị em uống nước. Mời em uống nước. Thủ tục hàng ngày là cứ phải mua xe là phải ngồi uống nước nói chuyện với nhau cho thân mật. Đấy. Nước ở chỗ bán siêu xe nó cũng ngon hơn hẳn nước ở chỗ khác chị ạ. Vừa mấy anh em vừa ra hàng trà đá cũng phải ngon được bằng này. Uống nước ngoài trà đá nó đắng kiểu gì anh ạ? Vào đây uống cứ còn ngọt. Vào đây khác hẳn. Mặc dù là trà là mua cùng một chỗ. Đúng là chỗ siêu xe nó khác. Thế nhở? Hay là mình thử xe luôn nhở? Vâng, có lẽ là bây giờ đi xem xe luôn, test xe luôn chứ em thích lắm. Ừ, anh còn thích nữa là chú. Nói chung là tôi đợi cái thời khắc này lâu lắm rồi. Hôm nay tôi mới có cái thời gian để lên trên đây thỏa mãn cái đam mê của mình là mua con Ferrari 488 đấy. Thì là bây giờ tôi sẽ thực hiện cái ước mơ mình. Ước mơ mà 3-4 năm nay mà tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi có thể sở hữu được con Ferrari 488. Đấy, cái trị giá nó thật sự rất là đắt nhưng mà chia sẻ anh em sau. Thì bây giờ phải ra kia để test em nó một cái để... Anh nói cho Nam biết nhá, cái ước mơ của em ấy là ước mơ của toàn cái dân Việt Nam này luôn. Và chỉ có một vài người đã thực hiện được thôi, rất ít thôi. Ngày hôm nay là có em đấy. Anh cũng ước mơ được khoảng tầm 18 năm sau để mình thực hiện được. Đó, hy vọng. Con này ngày xưa thật ra em xem, em rất là thích xem siêu xe, em xem nhiều lắm rồi nhưng mà cái lúc mà em xem video siêu xe thì em nghĩ là cả đời em không bao giờ em mua được. Sao mày giống anh thế? Đến cái thời khắc ngày hôm nay thì tôi có thể sở hữu được con Ferrari thì tôi cảm thấy là điều gì nó có thể xảy ra được các bạn. Đúng. Nên chỉ là... cần cố gắng thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ cần cố gắng và nỗ lực là chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ chúng ta cần và chúng ta muốn. Thôi bây giờ có lẽ em anh tôi ra xem con xe đi xem luôn. Hẻm lắm à.
Okay, hiện tại thì là tôi đang đứng ở cạnh con Ferrari 488. Đây, cho bạn xem cái logo của nó này. Ferrari này, chuẩn xe Ferrari nha. Đây nhá, chuẩn siêu xe Ferrari 488 như hôm nay tôi mua luôn đấy. Không là các bạn lại bảo là giống lần trước là đi mua xe mô hình. Rồi, anh cho em xem cái này này. Đây là cái chìa khóa ô tô quyền lực nhất thế giới mà bất kể thanh niên nào trên toàn thế giới luôn nhé, không riêng gì Việt Nam, cũng mong muốn được sờ một lần. Em đã được sờ, tôi đã được sờ. Đó, nhìn em. Ferrari nhá, đây nhá, sở hữu luôn chìa khóa nhá và xe. Đấy, bây giờ tôi phải test đã, xong là ngồi lên xe xem như thế nào đã, xong bắt đầu là sẽ về đây và rước em nó về quê. Rồi. Đấy. Xe này tôi mua về chỉ phục vụ là đi chơi ở quê thôi. Bây giờ để cái cổng này nó hơi chật thế này, để anh đánh ra khỏi cổng xong thì lên kia em thử. Ok, thì có lẽ bây giờ tôi với lại anh Lâm sẽ đánh con Ferrari ra một cái chỗ nào đó thật là thoáng và đường thật là rộng để có thể test và review con xe này cho các bạn xem là con Ferrari mà tôi sắp sở hữu nó như thế nào nhé. Lên xe thôi anh em. Lần đầu tiên được ngồi siêu xe. Tôi sẽ làm một vòng ở trên đường Hà Nội và đi ra một cái chỗ để có thể review con xe này cho các bạn xem trước khi mà tôi sở hữu em nó và tôi tốc em nó về nhà. Ok, let's go. Tại thì là tôi đang ngồi trên con siêu xe Ferrari hay gọi cách khác đó chính là bò tót. Đấy. Ngựa. Con ngựa. Con này không phải bò. Ngựa đúng rồi, chính xác. Nhưng mà ngồi nó nghe cái tiếng bồ nó giống bò quá. Đấy nhá, nghe nhá. Đấy. Rồi, cầm con này về quê đi mắc phê luôn, trên Hà Nội đã chất như này rồi. Con này mà về gọi là xe phá làng phá xóm đấy ạ, bởi vì nó âm mỹ lắm. Vâng, em nghĩ là cầm con này về quê em chắc là mất hết tình cảm tình làng nghĩa xóm các bạn. Luôn. Đi đường người ta cũng nhìn ông lái xe mà bây giờ là tôi ngồi cạnh. Thôi như anh, kiểu là anh nguyện làm tài xế thôi, anh chỉ nguyện làm tài xế cho em anh, thôi. Anh làm tài xế cho em. Trong cái con xe của tôi này thì thật ra là sẽ hiểu nôm na là anh ấy đang làm tài xế riêng cho tôi, nhưng mà ngoài đường người ta nhìn vào tôi bảo để thôi anh sẽ chính vì thế anh sẽ không nhận lương. Anh nguyện là anh miễn phí cho em. Em cảm ơn thank you anh, nhưng mà em mới thấy buồn thì buồn lắm ấy. Sao lát nữa em sẽ lên này, em lại được hưởng thụ. Nhưng mà các bạn thấy không, bây giờ anh ngồi anh lái con xe này, lái con ngựa này, anh đẹp trai gấp 100 lần tôi luôn. Tôi xấu trai lắm rồi. Thì lát em lên em lại đẹp trai gấp 200 lần anh. Vâng, thôi để tí em lên. Thật ra lái con xe này là auto đẹp trai luôn. Tôi biết lái ô tô nhưng mà chưa lái nhiều, thứ như là chưa động vào siêu xe này. Hôm nay phải nhờ đến ông anh của tôi xử lý cho này, hướng dẫn tôi. Con này nó kinh dị lắm. Vâng, con này kinh dị lắm nên là tôi phải nhờ ông anh của tôi, chứ không là tôi lên là không biết làm sao, đâm đụng đâu cái là tự nhiên là xe của mình đang ngon thành xe phế ngay. Đó. Rồi. Nên là phải nhờ ông anh chuyên về xe, rất pro về xe, review hộ rồi là tư vấn rồi tôi dám ngồi lên tôi lái. Một tí nữa tôi sẽ ngồi lên tôi lái cho anh em. Lát anh chỉ cần chỉ cho em khoảng 2 phút thôi là em lái được ngay. Vâng. Chắc chắn luôn. Chắc chắn là như vậy rồi. Xe của mình mà. Đúng rồi, quan trọng nhất là xe của mình. Xe của mình phải biết lái chứ, bây giờ lại ngày nào cũng nhờ anh Hùng Lâm anh lái này thấy buồn lắm. Chuẩn luôn. Ôi, chóng mặt. Đau đầu quá. Anh Hùng Lâm anh ấy phi xe kinh quá.
Vậy mà anh còn bảo với tôi là anh lái cẩn thận. Trời ơi. Con xe này nó như thế đấy. Con xe này nó như một quả bom ở dưới mông mình ấy. Không, tôi ngồi lên nó chóng mặt quá thì... Không kiểm soát được là nó nổ cái âm một phát nó hất mình ra ngay. Công nhận là ngồi rất là phê các bạn thề. Rất là phê luôn. Công nhận rất là chất đấy. Thôi bây giờ đến lượt ông chủ. Nên là... Hôm nay là người bỏ tiền ra thì mời ông trải nghiệm. Tùy bây giờ ông khám xe đi. Ông khám quanh xe đi. Bây giờ là chính thức là tôi sẽ được lái con siêu xe mơ ước của tôi đấy. Cài dây an toàn các bạn. Đi xe máy là đội mũ bảo hiểm, nhưng mà lên siêu xe, lên ô tô là phải cài dây an toàn. Wow. Wow. Bây giờ là trời rất là nắng. Đóng mui cái. Xe mà trị giá 20 tỷ, thật sự là cảm thấy rất là phê, mà rất là phải cẩn thận các bạn, không thể đi kiểu bố láo được, đâm đụng vào đâu cái là coi như là tôi mất một số tiền rất là kha khá để có thể sửa con xe này. Tôi không thể đi xe pro như anh Hùng Lâm được. Anh Lâm là anh lái xe kinh lắm. Đấy, anh em nhìn nha, tôi biết lái xe đấy, không phải đùa đâu. Mà con này còn phải nhờ anh Hùng Lâm anh dạy dài dài. Kết thúc một vòng lái Ferrari 488 thấy phê quá. Có lẽ là tôi sẽ phải mua xe này ngay thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ cầm xe mới của người ta ra như thế này, đi như thế này, vọc xe như thế này mà không mua là người ta chửi mặt cho đấy. Chắc chắn là như vậy luôn. Đấy, 20 tỷ các bạn. Rồi, ngồi xe thấy rất là phê. Bóp còi cái nào xem còi như nào. Đấy. Con này vừa đi vừa mở mua được luôn. Rồi, bây giờ nẹt bô cái nhá. Nẹt bô đi. Sướng anh em. Xe của mình mà. Đấy, phê không? Mắc chất luôn. Ôi, em yêu. Ôi, thơm cái. Đúng là tiền nào của đấy anh em. Các bạn có nhớ cái thời mà tôi phải cầm con siêu xe đồ chơi mô hình để tôi khoe, nhưng mà lần này không bao giờ như thế, hiểu không? Bây giờ NTN nó khác rồi. Đấy. Tôi nẹt bùa lần phát nữa này. NTN lái xe quá chuẩn luôn. Cái này chỉ một hai hôm là drift được. May là có anh Hùng Lâm anh hỗ trợ ấy, còn không biết bao giờ tôi lái con siêu xe này. Em là quá năng khiếu đấy. Bình thường là như anh nhá, anh lái xe nhiều lắm rồi, mà anh cũng phải mất đến khoảng tầm nửa ngày thì anh mới dám đi nhanh ấy. Chứ như em như thế này là quá năng khiếu luôn. Nãy giờ em có dám đi nhanh đâu, anh em có đi có 20-30 gì vậy. Thôi thế là em giỏi hơn anh rồi đấy. Rồi tôi sẽ làm một vòng cuối và sẽ để cho anh Hùng Lâm tài xế về, chứ đường Hà Nội đông lắm. Xe này về quê tôi còn đi được chứ đường Hà Nội chịu. Phê.
rất là phê. Có thấy là đi xe này từ nãy là bao nhiêu người đuổi theo nhìn chụp ảnh không? Em thấy em đẹp trai hơn anh rồi. Thì rõ ràng em đẹp hơn anh 200% rồi. Thật sự là hôm nay là rất là cảm ơn anh Hùng Lâm đã hỗ trợ tôi có thể lái được con siêu xe Ferrari này. Mặc dù là tôi chưa lái xe ô tô nhiều, như bạn biết thì thật ra ô tô là để mà nói chuẩn ấy là tôi chưa biết lái. Lái một vài lần thôi, nhưng mà thật sự là vì đam mê, vì sở thích cũng như là đủ điều kiện nên là hôm nay tôi quyết định là mua em này về. Và rất cảm ơn anh Hùng Lâm. Đấy, là bây giờ là có lẽ là sẽ phải lên xe đánh về showroom và vào thanh toán tiền. Ok. Mang xe về thôi. À, bây giờ là về showroom. Về về nhá. Ok, let's go. Tôi với lại anh Lâm đang trên đường về showroom để hoàn tất quá trình mà mua xe Ferrari 488 này. Ferrari chuẩn đấy, nhưng mà theo Việt Nam chúng ta đọc là Ferrari cho nó thân quen. Đúng rồi, cho đậm chất tiếng Việt. Còn theo tiếng nước ngoài là Ferrari, đúng không anh? Chính xác. Chính xác. Chính nó. Ferrari 488 đấy. Cũng biết tí tiếng Anh các bạn, không phải đùa đâu. Chuẩn luôn. Đấy, bây giờ là anh Lâm lại đẹp trai rồi. Lại đến lượt anh đúng không? Lại đến lượt anh rồi. Ai mà lái xe này là auto đẹp trai luôn. Nhưng mà anh chỉ đẹp trai được từ giờ đến về đến showroom thôi. Rồi anh ước gì bây giờ về showroom khoảng tầm 2 hôm. Không, nhưng mà bây giờ xe không biển anh có đánh được về Thái Bình không anh? Không được. Ừ đúng rồi, công an giao thông bắt chết. Bắt đấy. Đóng phạt nặng quá các bạn. Thực ra là xe này đã có biển tạm rồi. Chứ mình như lấy mình chạy mà không có biển tạm là công an phạt đấy. Xe này có biển tạm rồi. Em mà run á, anh còn không run, anh đi cùng người cầm nhiều tiền như em mà anh chả thấy run gì cả. Anh nói thế mai hơi bị nhiều cướp đến nhà đấy. Thì mình để tiền ngân hàng mà, nhà làm gì có đồng nào đâu, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nó đến là nó ăn mất con xe này của em này. Cẩu xe này của em đi đấy. Xe này cả Việt Nam là chỉ có đếm trên đầu ngón tay và trên đầu một bàn tay thôi. Cho nên là không ai dám lấy của em đâu, lấy nhưng mà biết ngay. Ferrari 488 này thì theo anh biết cũng như là theo kinh nghiệm anh là trên Việt Nam này có bao nhiêu con? Hiện tại ở Việt Nam xe Ferrari 488 mui trần đâu đó chỉ rơi vào khoảng tầm 3 đến 4 con. Anh cho một con số nhất định đi. 5 con. 5 con đúng không 5 anh? 5 con là tôi hơi... Có những người người ta mua xe sẽ chơi rất kín. Còn nếu như người nào mà chơi xe mà để cho anh em biết ý, thì hiện tại chỉ có 3 thôi. À, vậy là tôi sẽ là người thứ 4. Chính xác. Tôi là người thứ 4 sở hữu con Ferrari tại Việt Nam. Chính anh xác. Em cứ tin như thế đi. Chính xác. Phải tin. Ok, tôi không nói dối làm gì cả. Nơ tết nơ mà cái gì phải chém gió làm cái gì. Phê. Ui. Sướng ấy. Mà mỗi tội là đường nó hơi ngắn anh ạ. Đường ngắn là đường đông quá cho nên là mình chỉ đi trong cái giới hạn tốc độ của cái đường cao tốc rồi thôi. Anh làm em rơi tim ra ngoài đấy. Tim đâu rồi? Kia, tim kia, dưới đất kia. Ôi, quả tăng tốc rất là kinh khủng. Ok, râm rồi các bạn. Bây giờ là hơi bị nóng bức đấy. Ôi, vào đây đỡ ồn luôn, đó. Em du. Công nhận con Ferrari 488 nó chống ồn rất là tốt, tôi cảm thấy rất là tốt. Không nghe gì bên ngoài luôn, chắc chắn là như vậy. Đang bật điều hòa, rất là mát. Chị ơi, em vừa với lại đi test con siêu xe Ferrari bên chị cùng với lại anh Lâm thì em cảm thấy là rất là thích luôn. Chắc có lẽ là em sẽ phải rước em nó về thôi, nhưng mà chị có thể bật mí cho em biết cái mức giá của Ferrari 488 này ở bên chị là có chi phí như thế nào không?
ra cái xe này bây giờ là em muốn là em sẽ đi biển Tây hay là biển Trắng? Biển Trắng nhiều tiền mà chị. Nhiều tiền. Không có gì ngoài tiền. Tóm lại là NTN không có gì ngoài tiền. Đó, chỉ thiếu xe thôi. Nếu mà em thật sự nếu mà em có điều kiện thì em đi biển Trắng. Biển Trắng như con này bây giờ nhá, chưa kể giá tiền xe là 380.000 thì em sẽ phải là nộp thuế vào ngân sách nhà nước nó vào khoảng 650-700.000 tiền thuế. Chưa kể phí trước bạ. Vậy là tất tần tật là bao nhiêu chị? Chị nghĩ nó sẽ rơi vào khoảng hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu Việt Nam đồng vậy ạ? Hơn 1 triệu đô. Hơn 1 triệu đô. Ôi chị nói hơn 1 triệu em giật mình luôn ấy. Uống nước đi, nước ngon lắm em ơi. Bình tĩnh. Uống em đi thôi. Nước nóng. Thực ra là xe này rẻ mà, có hơn 1 triệu thôi. Mình có tiền mà nhỉ. Mua thêm 1-2 con nữa. Để em nhân, em nhân đi. Bây giờ là hơn 1 triệu đô đúng không chị? Đúng rồi. Là một cứ cho. Em tính khoảng 1 triệu 2. Vậy là con Ferrari 458 là rơi khoảng 1,2 triệu đô, 1,2 triệu đô. Nhân với lại giá đô bây giờ tôi nghĩ là rơi khoảng tầm 23.000. Và 235. Tầm 235 rồi. Đó cứ nhân thử 23 đi, cứ cho chặn đi, xem như nào. Nhân một phát là máy tính là lỗi luôn bởi vì con số nó quá dài. 27 tỷ 600 triệu. Rẻ nhỉ? Chưa bao giờ thấy con xe nó rẻ như này. Có mỗi 27 tỷ nữa. Hay tìm con nào đắt đắt hơn mua rẻ. Để em. Anh đừng nói thật nhá, nếu mà ở cái vị thế của em mà mua con xe rẻ như thế này, anh thấy đi nó hơi không ổn. Em chỉ có con xe nào đắt hơn không? Xe này rẻ quá. Chị có. Nhưng mà nếu mà em thích chị sẽ order về cho em. Bây giờ hiện tại em có hợp mệnh màu màu xe đỏ không? Em à? Ừ. Em hợp mệnh màu gì? Em hợp, em sinh năm 94. Hỏa đấy, hỏa là hợp hợp đỏ đấy. Hợp đỏ đấy, hay thôi quất luôn. Trả chị hẳn 28 tỷ. Xe là đánh về thẳng trở về thẳng quê cho em đúng không chị? Chị sẽ có cứu hộ vận chuyển về tận cái gì? Em mà trả 28 tỷ thì sẽ có trực thăng cổng từ đây thẳng đến cửa nhà em luôn, không nói nhiều. Nói chung là ông này ông vừa ôm từ Thái Bình lên đây ôm một vốc mấy chục tỷ như này cho nên là tiền nong chị không phải nghĩ, chị cứ tính cho em 28 tỷ tròn cẩu trực thăng về tận cửa nhà. Nói chung là anh Lâm từ nãy giờ là anh ấy cũng hơi bị nhiều tiền đấy. Nên là thì anh em mình mà có gì đâu ngoài tiền đúng không? Đấy, thì là thật ra con xe này em rất là thích. Cực kỳ thích luôn chị. Em xin phép thôi là cái này để mai em mua nhé. Mai cho mai em mua. Thì em muốn hỏi ý kiến các bạn đang xem video xem là các bạn nghĩ tôi có nên mua Ferrari không hay là Lamborghini. À, chị có đặt được Lamborghini không chị? Ui, chị thiếu gì? Chị là em muốn đặt cái gì cũng được, đặt cả đĩa bay ở ngoài hành tinh cũng được miễn là em có tiền. Vậy thì cái clip này ấy mà được khoảng tầm 500.000 like đi, 1 triệu like đi cho nhiều. Vài triệu đi, 1 triệu like. 1 triệu like tôi hứa các bạn chắc chắn là tôi sẽ mua con Ferrari về. 2 triệu đi. Triệu like anh cũng được, nhanh lắm. Của anh triệu like nhanh lắm. Bây giờ anh về chia sẻ em triệu like thì sao? Đúng không? Thôi 2 triệu like đi cho nó anh em mình có một cái mốc gì đấy để đạt. Thêm 10 triệu like đi. Ờ, 10 triệu like. 10 triệu like quất luôn Lamborghini Aventador LP700. Anh em mỗi người một con. Vâng, anh em anh mỗi người một con. Đua đấy, lúc đấy mới đua được. Bắt vào đua chuẩn chính xác. 10 triệu like. 10 triệu like thì là các bạn này nhá, nếu mà đạt được 10 triệu like thì Hùng Lâm và Nam sẽ đến Sơn Tùng. Sơn Tùng. Mỗi anh em lấy một chiếc. Một bản Ferrari và một bản Lamborghini. Không, hai con đấy không đua được với nhau chị. Chắc chị phải nhập cho em một con hai con Lamborghini vào được Bugatti anh. Tóm lại là mình chỉ cần đến đây và có tiền thôi. Còn chị, việc của chị Huệ việc là sẽ là chị sẽ cứ để chị Huệ chị lo. Đúng. Các em cứ việc làm những việc nhỏ việc lằng nhằng hơn để chị xử lý. Chính xác. Xe là để chị Huệ lo. Ngại gì? Nói chung là tất cả các bạn mà đang xem đến cái đoạn này ấy, thì các bạn đã hiểu ra cái vấn đề cái cốt lõi của câu chuyện của ngày hôm nay, đó chính là hôm nay tôi lên đây là tôi đi thử xe rồi chứ tiền đâu mua. Nhưng mà 100 triệu like anh không móc được đâu ra tiền, chứ trừ khi là mỗi bạn ủng hộ tôi khoảng tầm 100.000 nữa là đủ tiền mua đấy. 5 triệu bạn ủng hộ mỗi bạn 100.000 đủ tiền mua đấy. Đúng rồi, chứ bây còn giờ đơn giản như thế này, mỗi một bạn xem video ủng hộ cho Nam một bát phở là mai có ngay Ferrari, có khi là phá tung rời Hà Nội luôn, có khi là tháo hết máy ra ném xuống sông nó như thế nào. Đúng rồi. Còn không, mỗi người một bát phở nhá. Riêng anh ấy cho em 100 bát. Rồi nói chung là hôm nay tôi chỉ lên đây làm clip đi thử xe thôi, chứ tôi làm sao mà đủ tiền để mà mua Ferrari.
không có tiền. Nên là vui vui tí thôi, thì nói chung hôm nay cũng rất là cảm ơn anh Hùng Lâm và chị Huệ đã tạo điều kiện cho tôi có thể thực hiện được cái video mà thực hiện được cái đam mê của mình. Nói chung là tôi chỉ cần được ngồi con siêu xe, được lái thử, được ngồi là tôi cảm thấy rất là phê rồi. Đấy, chứ còn tôi không có một cái điều gì mong ước cả. Thì hôm nay em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Không có gì. Cảm ơn chị. Cảm ơn khán giả đã theo dõi video khá là thú vị. Thì là nói chung là tôi đã mua được rồi. Cứ coi như là tôi mua được đi. Khán giả cứ ai xem video này và có cần, có nhu cầu đặt bất cứ xe gì đến với chị Huệ, nhỏ, Xuân Tùng Ô Tô hay là siêu xe, hãy liên hệ với mình. Chỉ cần có tiền thôi sẽ giúp các bạn hết. Chính xác. Rồi, cảm ơn chị Huệ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thôi, anh em đi về nhà. Lại đi về với con quay tàu của anh em mình. Đấy, đi vào đây là đi quay tàu thôi các bạn. Rồi, về với cái máng lợn rồi. Đây là Ferrari Mugen, Lamborghini Honda, Lamborghini Way.